Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ làm một món ngon từ thịt dê. Thịt dê là một trong những loại thịt rất là bổ dưỡng và mình làm được rất là nhiều món. Hôm nay em sẽ làm sườn dê nướng. Cái thịt dê nướng này thì mình sẽ đầu tiên thì mình mua về, em đã nhờ người ta chặt khúc sẵn như thế này rồi, để khử sạch cho cái mùi thịt dê, cho cái món ăn được ngon thì không thể thiếu được, đó là mình sẽ dùng rượu. Cái thịt dê này thì các anh chị mình cứ mua cái thịt tươi ngon thì sẽ ngon thôi. Rượu thì mình cho khoảng nửa cái chén ăn cơm á, hoặc là một chén, tùy thuộc vào cái lưu lượng thịt dê mà mình mua, mình đảo đều đi. Cái rượu gừng hoặc là rượu giềng này nó sẽ giúp cho cái thịt dê của mình nó khử được sạch cái mùi của thịt dê. Cái mùi này thì nếu mà mình làm không sạch thì mình chế biến cái món ăn của mình nó có mùi á, nó sẽ không ngon và nó bị hôi á các anh chị. Nếu các anh chị không có rượu gừng hay là rượu giềng như em thì các anh chị có thể sử dụng là bia. Mình sử dụng bia thay thế cũng được nhé. Mình ngâm khoảng 10 phút và mình rửa sạch thì mình đã có cái thịt dê tươi ngon rồi. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu đến phần gia vị để mình làm cái hỗn hợp để mình ướp mình nướng. Thì gồm có đó là giềng. Giềng thì em thay lát sẵn để lát em xay bằng máy đó các anh chị. Sả, hành tím, bột ngũ vị hương, bột tỏi. Nếu không có bột tỏi thì các anh chị thay thế bằng tỏi. Em sử dụng thêm một ít hạt nêm và bột ngọt nhé. Em cho hết vào cái máy xay. Và mình sẽ cho thêm đó là khoảng một muỗng dầu hào. Dầu hào ở trong các cái món nướng nó sẽ làm cho cái món thịt của mình nó được mềm hơn. Em cho vào đây khoảng thêm 2 muỗng cái dầu màu dầu điều. Màu dầu điều này thì nó chỉ có tác dụng là nó tạo màu sắc cho cái món ăn của mình thôi. Và 2 muỗng nước mắm. Để cho cái thịt của mình được mềm hơn thì mình sẽ cho thêm dầu ăn vào đây nhé. Hôm nay em ướp là khoảng 2 kg thịt dê nha các anh chị. Mình cho tất cả các hỗn hợp vào mình xay. Và bây giờ thì mình ướp thôi. Mình xay càng nhuyễn thì khi mình ướp á, thì mình nướng cái thịt của mình nó không bị sát các anh chị. Mình trộn thật là đều nhé. Các anh chị có bao tay thì mình đi bao tay vào, còn không thì mình rửa sạch tay đi, mình trộn thật là đều cho em. Tại vì cái này á, nó phải ngấm thật là đều. Mình nên ướp trước từ khoảng 2 đến 3 tiếng. Hoặc là các anh chị ướp từ buổi sáng đến buổi chiều. Mình bọc cái màn bọc thực phẩm lại, rồi mình để trong ngăn mát tủ lạnh mình nướng. Thì cái thịt của mình nó sẽ rất là thấm gia vị. Đây là gọi là thịt dê nướng ngũ vị. Các anh chị mình có thể tham khảo những cái công thức như thế này để làm những cái món thịt dê thật là ngon. Đối với cái thịt dê mà mình ướp xong rồi thì mình có thể là mình nướng than hoặc là nướng lò đều được, hoặc nướng bếp điện. Nhưng mà để ngon nhất thì mình nướng than, là các món nướng đều ngon. Mình sẽ ăn kèm với một số loại rau sống và rau thơm, chấm với chao nhé. Em thịt dê này thì có thể chấm chao, chấm muối chanh hoặc là chấm mắm. Nhưng mà mắm thì em thấy nó không hợp. Thường thường chấm chao thì nó sẽ nổi bật lên cái hương vị của thịt dê nhất. Và thịt dê cũng là một trong những cái món ăn bổ dưỡng cơ thể rất là tốt. Mình có thể mua về mình chế biến để đổi khẩu vị cho cả nhà. Video thực hiện cái thịt dê nướng của em đến đây cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.